Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Vicky TV và mình là Victoria. Ngày hôm nay mình đang ở tại một trong những quán cà phê to đẹp bậc nhất ở khu vực Gangnam. Và đây là khu vực mà có rất nhiều quán cà phê độc đáo, đẹp đẽ, được gọi là con đường cà phê ở Gangnam. Các bạn chỉ việc đi đến ga Gangnam, đi ra cửa số 11, đi thẳng lên và đi theo đường bên tay phải thì sẽ đến được quán cà phê này. Ngoài ra có rất nhiều lựa chọn cho các bạn nữa. Nếu như các bạn đến Hàn Quốc du lịch hoặc đang sinh sống ở Hàn Quốc thì nhớ hãy đến đây để thưởng thức cà phê cũng như là không khí giai xinh gái đẹp ở Gangnam nha. Quán cà phê này gồm có 3 tầng. Tầng hầm, tầng 1 và tầng 2. Rồi còn một tầng ở trên cùng nữa, rooftop nữa. Tính ra là 4 tầng. Mà chỗ nào cũng đông kín, chật ních người, dã man. Điểm trừ cho quán cà phê này là mặc dù mình đã nói là mình sẽ ăn món ở đây nhưng mà vẫn dùng cốc giấy. Tất cả mọi người ở đây đều đang dùng cốc giấy. Không hiểu tại sao lại thay vào cốc plastic bằng cốc giấy. Thank you.
Đây là cái máy massage mà đang rất hot ở bên Hàn, nhưng mà mình không biết tại sao mọi người lại dùng cái máy này, thật đáng sợ. Đây không phải là mình cố tình đâu mà nó cứ dập dập vào như thế này. Cái này tận hơn 1 triệu tiền Việt á.